hôm nay mình sẽ quay cận cảnh tất cả những cái pop ít có ở trong nhà mình. Và để các bạn biết rằng có những cái tại vì sao giá nó rất là rẻ, nhưng có những cái giá lại rất là cao luôn. Ví dụ như là cái xe pop ít này của mình này. Loại này thì rất là rẻ luôn các bạn ạ. Nếu cái nhỏ thì giá khoảng tầm 20.000, nhưng cái lớn thì khoảng tầm 40-60.000. Và cái này cũng thế, quan trọng nhất ở chất liệu ấy. Chất liệu mà càng mỏng thì càng rẻ, và chất liệu nó càng dày thì lại càng đắt. Hơn thế nữa, trên đầu những cái lỗ tròn có in những cái họa tiết thì lại càng rất là đắt. Thế nên lúc mua thì các bạn lưu ý chất liệu và lựa chọn những cái loại khác nhau để phù hợp với giá tiền nhé. Đây, các bạn để ý loại này nhé, có hình con cá in chìm lên trên cái phần pop it ấy. Lúc mà mình bấm thì nó rất là sướng tay luôn. Loại này thì đặc biệt rất là đắt, nó đắt hơn loại kia rất là nhiều, cái lên tới 80-100.000 và có thể hơn như thế. Những cái có in chìm hình lên trên pop it như thế này thì thường chất liệu của nó rất là tốt, nó cứng cáp và màu sắc cũng đẹp hơn rất là nhiều. Như cái này mình mua thì rất là rẻ này, khoảng tầm 30.000, nhưng mà nó rất là mỏng các bạn ạ. Và loại này nếu các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy những bảng chữ cái và những con số được in lên trên pop it này. Cái này như trước đây mình cũng đã nói, đó là ngành giáo dục đưa vào những cái bảng chữ cái và những con số giúp hỗ trợ cho các bé vừa chơi vừa học đấy. Loại này thì không có in hình, nhưng mà loại này thì cũng rất là đắt, bởi vì loại này chất liệu nó rất là tốt ý. Cái quả táo này cũng thế, nó có hình in chim quả táo lên trên những cái pop it cho nên bấm rất là thích luôn. Tấm pop it này cũng thế này, nó cứng lắm, những cái đường viền ở xung quanh được làm rất là kỹ càng. Và tấm này thì rẻ thôi, bởi vì chất liệu các bạn nhìn nó rất là mềm, nó dễ nhủn và gập lắm luôn ý. Nhìn chung thì mình quay rất là kỹ như thế này thì các bạn cũng có thể phân biệt sơ về những cái sự khác nhau giữa những cái loại đắt và những loại rẻ, để làm sao các bạn có thể lựa chọn một cách hợp lý lúc mà đi mua nhé. Bạn để ý con khủng long này mình mua giá khoảng tầm 60.000, nó không đắt, nhưng mà về chất liệu lẫn màu sắc thì nó không tinh tế bằng những cái loại đắt tiền hơn. Màu của nó thường không được đa dạng đâu, và nó rất là nhợt nhạt ý. Đây, như loại này là loại đắt tiền mình mua trên 100.000 này, thì màu sắc của nó các bạn nhìn kỹ sẽ thấy nó rất là đậm, và màu thì tươi vui hơn, rõ ràng hơn.